Sau màn thả thính ồn ào, Phát La đã gửi lời xin lỗi vì phát ngôn khiếm nhã, đùa kém duyên với Trang Pháp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết được ý nghĩa của cụm từ nhạy cảm mà nam diễn viên nói có nghĩa là gì mà gây tranh cãi đến vậy. Trong livestream gần đây cùng với Trang Pháp và Miss Thi, Phát La vấp phải ý kiến trái chiều khi dùng từ ngữ nhạy cảm. Cụ thể, khi được ban tổ chức yêu cầu thả thính quán quân chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nam diễn viên phát ngôn một câu chứa từ có ý nghĩa nhạy cảm, kém duyên. Vì chưa kịp nghe rõ nên Trang Pháp lộ vẻ bối rối. Sau đó, nữ ca sĩ hỏi lại nhưng Miss Thi nhanh chóng ngăn cản, khuyên cô quên đi. Đoạn clip thả thính của Phát La sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ, đồng thời cho rằng câu nói của nam diễn viên là kém duyên. Một số khán giả nhận định dù đang đùa giỡn nhưng trên sóng livestream, Phát La cần cẩn trọng hơn khi phát ngôn để tránh vướng phải những ồn ào. Sau khi nhận được nhiều chỉ trích về phát ngôn không được tế nhị với Trang Pháp, vào tối ngày 5 tháng 3, Phát La đã đưa ra lời xin lỗi chân thành và thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Nam diễn viên đã chính thức gửi lời xin lỗi đến Trang Pháp cũng như đến ekip thực hiện buổi livestream. Phát La có nhận được thông tin trong livestream cùng chị Trang Pháp và Miss Thi có sử dụng từ ngữ khiếm nhã. Lời đầu tiên Phát La cùng đội ngũ gửi lời xin lỗi chân thành đến chị Trang Pháp và ekip. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng chia sẻ rằng do thử thách được đặt ra đột ngột nên Phát La đã phải tìm kiếm thông tin trên mạng để tham khảo. Tuy nhiên, do sự vội vàng, anh đã chọn một câu nói thả thính không phù hợp. Phát La cũng cam kết rút kinh nghiệm và hành động cẩn trọng hơn trong tương lai. Trong buổi livestream, chương trình có đưa ra thử thách cho Phát La và Miss Thi lần lượt mỗi người thả thính chị Trang Pháp 10 câu. Vì thử thách bất ngờ và dồn dập nên cả hai vừa thực hiện thử thách vừa cần dùng điện thoại tham khảo trên internet. Phát La đã vội vàng bất cẩn chọn dùng nội dung chưa phù hợp. Phát La xin rút kinh nghiệm và cần cẩn trọng hơn trong những buổi livestream tiếp theo, Phát La cho hay. Bên cạnh bài viết xin lỗi, Phát La còn gửi kèm ảnh có chứa nguồn của câu nói nhạy cảm mà mình sử dụng nhằm giải thích cho sự sai sót của mình. Sau sự cố, diễn viên Gia Đình Là Số 1 xin rút kinh nghiệm, đồng thời hứa sẽ cẩn trọng hơn trong những buổi livestream tiếp theo. Giữa cơn bão tranh cãi, nhiều người vẫn thắc mắc trợ điểm gàm là gì và vì sao Phát La bị chỉ trích đến thế. Thậm chí Miss Thi còn không kiềm được và mắng Phát La ngay trên livestream. Thực chất, trợ điểm gàm được hiểu là từ nói lái của cụm chạm điểm G. Chính điều này đã khiến Phát La bị chỉ trích vì ý nghĩa nhạy cảm của câu nói. Nặng nề hơn, một số người còn cho rằng đây là câu nói hàm ý quấy rối tình dục. Phát La, tên thật là La Vĩnh Phát, sinh năm 1993, được biết đến rộng rãi khi trở thành á quân của chương trình Đấu Trường Tiếu Lâm. Phát La còn được biết đến là học trò cưng của Trường Giang, được nâng đỡ dìu dắt khi hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên từng tham gia nhiều phim truyền hình, trong đó nổi bật nhất là phim Gia Đình Là Số 1. Bên cạnh đó, anh cũng xuất hiện ở nhiều chương trình giải trí như Sao Nhập Ngũ, Nhà Trọ Destiny, Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Năm 2023, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa Đoàn Thiên Ân và diễn viên Phát La. Tuy nhiên, phía Đoàn Thiên Ân sau đó đã phủ nhận thông tin này. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 cho biết cô và Phát La chỉ là bạn thân và thường xuyên xuất hiện cùng nhau.